cốt. Kia là ngoài biển, những cái nơi mà người ta tàu hôm nay chạy ra ngoài biển đó, đánh cá ngoài đó là. Ồ, đầy hết chưa, đầy con ruốc hết chưa. Ồ, quá trời luôn, chúng ruốc phải vô quá trời, đầy cẩm cẩm luôn. Ngoài kia còn tao nó đẩy ruốc ở ngoài đó đó. Làm ruốc tấp nập. Con chở ruốc đầy hết nữa. Coi chiếc tàu nó chở bao nhiêu. Ghe lớn họ chạy ở ngoài, rồi mấy cái vỏ nhỏ nhỏ này họ chở đem vô trong, tải vô trong này họ mua hơi biển đem vô trong này phơi, họ chở đầy hết trơn, tàu vô chở đầy hết trơn luôn, dập luôn. Ôi, quá trời nhiều luôn. Giờ này họ vô quá trời luôn. Chiếc nào chở vô cũng đầy hết. Quá trời, chiếc nào chở vô cũng đầy hết kìa. Còn ở ngoài kia hàng trăm trăm chiếc sắp sửa chạy vô luôn. Chúng rút, chúng từ đầu sớm tới cuối sớm, coi như là dài dài cũng đoạn đường này, coi như là biết qua xa là người ta chúng rút, tôi phơi đầy đường trở lại từ đây ra tới ngoài khoảng chừng mười mấy cây số, phơi dài rút hết chứ. Bên này cũng vậy, bên sông cũng vậy, các bạn thấy chưa? Đứng trên xe xuống từ gói cả đám 457 cân, 457 cân. Con ruốc chung trong xanh cả xứ công nghiệp từ đầu tới cuối rồi bằng trắng nó trơn. Đúng rồi đó. Ồ, nãy giờ tôi đi ngoài kia vô đây rồi tôi chạy vòng vô đây vòng ra. Ừ. Có quà cá cám không? Không có quà cá cám. À, chỉ công nghiệp rồi chạy vòng vô trong này một chút rồi chạy vòng ra. Ờ, hôm nay chúng rút quá. Đợt này với bà cậu với độ cho ăn đó chứ. Gì? Cái đói quá rồi. Hồi đầu mùa tới giờ có cái nhiều như vậy chưa? Chưa, chưa có gì hết. Gì? Đợt khổm được ngày gì cái mưa. Ừ. Mưa rồi không có phơi được. À, phơi rồi lỗ. À. Cũng là lỗ. À. Cái cái này mình phơi mưa, mình phơi mà mới nhà hả phơi? Ở nhà làm. À, ghe nhà làm đấy ha. À, hồi sáng giờ được bao nhiêu rồi? Mấy bội? 16 bội. 16 bội là bao nhiêu tiền, bao nhiêu ký? Một bội 40. Bội 40, 16 bội tức là gần 100. Ấy mà 4 5 600 rồi, 500 mấy rồi. 500 mấy 600 rồi. 600 rồi. À, nhiều ha. Quay vô trong này nè.
À, qua trong này nè, quá trời luôn, thấy ham hết sức luôn rồi. À. Quay cái cảnh gì. À. Đó. Ừ. Rồi bao lâu nó mới khô? À, mình như vậy là mình có rút khô chưa? Chưa hả? À. Cái này cũng hơi héo héo rồi nè, cái này chắc cũng. Đây là rút héo rồi nè. Đây là rút phơi trên mành nè các bạn. Nó tươi nó trong như vậy nè. Mới gọi là rút sạch. Còn rút dưới phơi dưới đường rồi nó không có được trong như vậy. Này là cứ rút mình phơi dưới trên mành nè mới được nó trong như vậy đúng không? Đúng rồi. Ừ. Còn dưới đất là nó đen. Dưới đất là nó đen phải không? Đúng rồi. À. Hôm qua đi ngoài vàng tôi thấy người ta phơi đại ở dưới đất à. Ở mãi chỗ nào cây đâu có làm. Cái này cái gì cũng quá trơn á. Nhưng mà trong công nghiệp mình rút này nó sạch nè. Bởi vì mình phơi trên mành nè. Đi trong công nghiệp mình phơi trên mành không à ha? À, các bạn không. À. Phơi trên mành mới là. Cái này là lên mành nó lại hết trơn á. À. Phơi trên mành thì nó mới có mà hộp vệ sinh ha. Đúng rồi. Rồi một chút nữa cái mình lượm mấy con tôm con cua ra ha. Đúng rồi. Mình lượm hết. À cũng dễ. Cho nó sạch sẽ. À vậy cũng dễ ha, dễ lượm ha. Rồi chiều có người vô cân hả? Cởi ra con gì vậy? Cởi cả già. Bán 1 kg bao nhiêu? Dạ ký theo giống tốt thì 40-50 ngàn ký khô. À. Còn lúc tốt hơn nữa là 70. À tốt hơn tức là tốt làm sao? Tốt hơn tức là con hơn. Họ bự con hơn. À tốt hơn tức là cứ rút bự hơn nghe. Cái này 40. À cái này 40. Tức là rút bự là giá cao. Giá cao. Rồi nó có phân biệt là rút mình phơi sạch, rút mình phơi dưới đất không? Có phân biệt không? Nó coi chứ. Nó coi hả? Nó mở mình nó dở nó coi mình phơi mạnh không biết liền à. Biết không? Rồi mình phân biệt cách làm sao? Phơi mạnh là nó trắng rút. Nó trắng rút. À, còn cái này là nó bụi nó là con rút hư. Dưới bụi á. À. Nó đen hơn. À. Nó biết liền nghe biết. À. Ngồi lý nó coi dòm con rút nó biết rồi. À. Mình phơi mạnh trong đây cũng ai cũng phơi mạnh. Phơi mạnh trong. Một cây mạnh có mấy trăm ngàn. Vậy là cái lý do mà mình phơi trên mạnh là nó được rút sạch là được giá hơn. Còn mà phơi dưới này thì mất giá. Mất giá hơn. Dưới này mình phơi như 40 phen. Dưới này còn có 30-35. Ồ nó mất kiểu vậy đó hả? Xấu. Xấu rồi. Xấu hết đẹp rồi. Xấu mà nó dơ, người ta không có ăn. Đem bao nhiêu này xe chạy bụi nè. Giang bụi cát vô. Như vậy là cái người tiêu dùng phải nên cẩn thận để xem con ruốc nó trong nó sạch đó, thì mới là ruốc phơi trên mành. Còn con ruốc mà bị đen bị dơ tức là con ruốc nó phơi dưới đất. Cái giá cả cũng vậy cũng phải cao hơn. Đúng rồi. Rồi cảm ơn anh em. Trời ơi chúng ruốc rồi nè. Ruốc tươi rối luôn. Đây một chuồng nữa kìa. Chào. Quá tài. Một giỏ gì chừng bao nhiêu ký? Không, một không phải một cái một cái cái chừng một ký à? Hả? 40 ký. 40 ký luôn ha. Quá tay hôm nay từ ngoài số ngoài kia dài vô trong này là đầy hết trơn luôn. Vậy là mình trúng mấy ruốc này mấy bữa rồi? Hôm qua tới ngày nay hả? Quá tay nhiều luôn ha. Hôm qua có nhiều như hôm nay không? Hôm qua có ghe một cái ít. À. Hôm nay nó mới nhỉ. Hồi sáng giờ mình mấy ghe rồi? Sáng giờ mới.
Chào, hôm nay trúng ruốc dữ hả? Dạ. Làm gì đây? Bán ruốc khô. À, làm ruốc khô như vậy đây phải không? Dạ. Hôm nay trúng ruốc dữ lắm phải không? Dạ. Nhà mình được bao nhiêu? Tấn mấy rồi đây hả? Dạ. À, mới sáng giờ nhà này được tấn mấy rồi đây. Rồi phơi như vậy là bao lâu mới xong? 2 tiếng là khô rồi hả? 3 tiếng. Như vậy rồi khi khô rồi mình bán được bao nhiêu một ký? 40-50 ha. Như vậy rồi nếu như người ta mua ruốc tươi rồi thì mà giá bao nhiêu? 7-8 ngàn ký. À, 7-8 ngàn ký. Như vậy là mình mua bao nhiêu ký rồi? Bao nhiêu ký lô ruốc tươi mới được một ký lô ruốc khô? 5 ký. Khoảng 4 ký mấy 5 ký ha. Vậy à? Cái này người ta làm này, nếu mà ai mà mua trúng được ruốc này thì ăn được tốt tí, còn nếu như mà mua nhầm cái ruốc mà người ta phơi dưới đường lộ thì nó không được, không được vệ sinh. Ruốc này nhà có 3 tiền á. Nhà của ai? 3 tiền. Nhà có 3 tiền đây là như. À vậy đây hen, đây là nhà ruốc này của 3 tiền ở xóm công nghiệp phải không? Hả? À, ở xóm công nghiệp. À, như vậy là ra nhà của mình đúng không? Rồi. Mới sáng giờ được tấn mấy rồi nè. Thường cái ngày trúng nhất là bao nhiêu? 2-3 tấn công trình. À. Nếu như người ta trúng nhiều nhất bán ruốc tươi cho ta bớt. Vậy đó ha. Nếu như người ta trúng nhất là khoảng chừng 2-3 tấn ruốc luôn. Thôi, cái tối đa là có 2 tấn thôi. Vậy ha. Rồi mình có lửa chưa hay là nó sạch gì hồi mới vô? Nhà ruốc của 3 tiền ở xóm công nghiệp. Ba tiền ở xóm công nghiệp người ta phơi đi này nè, người ta làm thành công nghệ luôn rồi. À, một miếng đất này thật là lớn, có khoảng chừng hơn 1 công vuông như vậy là ta phơi là mành bằng mành chủ không. Về đây tới chiều mình còn đem vô nữa không? Chứ tức là ghe nó còn ở ngoài biển đúng không? À vậy ha, cho tôi qua chút. Rồi ngày mai còn nữa không? Thường nó trúng ruốc như vậy là bao lâu? 3-4 ngày. À 3-4 ngày vậy lắm. Đây là đây. À, thí dụ như đầy mành á thì người ta sẽ nghỉ phơi, người ta sẽ bán cho những cái người ta bơi. À, những người khác người ta không có ghe, người ta tập phơi đúng không? Dạ. Ôi con ruốc ngon quá. Con ruốc như vậy là các bạn người ta có thể là mang về luộc ăn. Cái này luộc với chấm với lại nước mắm với lại mình gói với lại cải xanh đúng không? Ừ, ngon lắm. Này là thật là ngon luôn á. Nhưng mà ở thành thị thì ít có khi được ăn ruốc tươi như vậy lắm. Cái này người ta làm từ, ta lấy thẳng từ biển vô. Cái con ruốc nó vẫn còn tươi đỏ luôn. Ít có khi gặp ruốc này lắm. Ngay cả những người ở gần đây nhưng mà ít cũng ít khi mua được mấy loại ruốc tươi như gì để ăn lắm. Rồi cảm ơn ha. Cho quay clip. Coi như chúng ruốc là ở đâu cũng có, khắp nơi hết chưa. Chào. Hôm nay chúng ruốc phải không? Chào. Hồi sáng giờ mình được bao nhiêu rồi? Mới mấy trăm rồi. Mấy trăm rồi đó hả? Dạ. Nếu như 400 rồi. 400 rồi đó ha. Còn cái ghe còn đẩy ngoài nữa đúng không? Dạ, đây tới chiều cũng có 1 tấn.